Rồi, xin chào mọi người. Chúng ta lại trở lại với game Mobi của Khanh Em. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một tựa game mà liên quan, gọi là ai cũng từng biết, vì game này nó gắn liền với quá nhiều tuổi thơ, với quá nhiều người. Ngày xưa nó hot rồi, bây giờ nó vẫn hot. Ngày xưa thì hot, gọi là hot cực kỳ về truyện tranh, manga ấy. Bây giờ thì gọi là về anime thì thôi rồi. Nó gọi là đánh nhau thì quá khốc liệt, quá kinh khủng. Bây giờ mọi người có xem không? Tôi vẫn còn hâm mộ ấy. Tôi vẫn gọi là đang xem cái phần Geno kỳ lạ, không hiểu sao rồi. Phần nào ấy, cứ thằng Goku mạnh một tí lại có cái thằng mạnh hơn mất dậy. Rồi, đây là chính là đồ họa ở trong game. Mọi người thấy không? Này, Goku này, Gohan con này, Gohan lớn, Gohan kiếp trước, à nhầm, cùng kiếp trước. Và là thế giới trước, Vegeta này. Thực ra thì cái game này nó còn có cả tất cả siêu xảy ra, tất cả mọi thứ luôn. Như là bố của Goku còn có, như là bố của Goku ấy, cũng như là ba đốc ấy. Nhưng mà tại vì tôi chưa hack skin ở đây nên là chưa có. Hôm nay tôi sẽ chỉ giới thiệu trước cho mọi người game này. Ok, mọi người tôi sẽ bắt đầu luôn. Đây, đồ họa trong game. Sời, Meli luôn, Meli luôn, Goku gặp Majin Buu. Cái gì? Làm gì mà mày hung thế? Làm gì vậy? Làm gì húng này? Này thì húng này, húng liều. Thực ra tôi chơi game không hay cho lắm nên mọi người thông cảm nhé. Tôi chỉ giới thiệu về game mà chứ tôi chẳng biết chơi đâu. Sợ tao chưa? Thôi sắp chết rồi. Thằng mất dạy, thằng em này thằng thật. Mất dạy, chết tôi rồi. Máu nó lại đầy lên kìa, thằng mất dạy nó rồng lên. Tôi chết tôi rồi, nhục nhã rồi. Omada ra xem ra, lại nhầm là Omada. Mày, húng liều. Chết rồi tôi, cứ hôm nay cứ bị húng liều là. Chết tôi rồi, bị húng liều rồi. Thì tôi xong rồi, ôi, nhục nhã quá. Rồi ok, thực ra thì Goku không phải là con thủ của tôi, vì con này không phải là con thủ của tôi hết. Tôi mới chơi mà, mới tìm ra được cái này, đồ họa mắc đẹp thì tôi giới thiệu cho mọi người. Rồi bây giờ tôi sẽ đánh con Vegito. Bây giờ tôi cực kỳ ghét cái con này, mặt trông của nó trông chả ra cái đít vịt gì, nhưng mà tôi lại bây giờ thích nó vì nó rất là có ý chí chiến đấu. Lúc nào cứ mạnh lên tí rồi thằng Goku mất dạy nó lại hay mạnh hơn, nên là tôi thường nó, nên là tôi chọn nó. Với cả mấy cái kiểu tiến hóa, kiểu ghép cơ thể, chả bao giờ tôi thấy tên nó rất là ít luôn. Đấy, tôi vừa dùng mana biến ra đằng sau lưng. Mày tưởng một mình mày biết á? Thằng mất dạy thằng này tay dài, mất dạy thằng tay dài. Vào, tối rồi này, tay dài còn chân dài, thế thì mày chơi với ai? Mày chơi với bố mày đi này. Skin cuối của tôi. Thôi rồi, hết sức mất rồi. Đừng. Thôi xong tôi rồi, hết máu mất rồi. Không được. Tội xong rồi, mất dạy. Đấy, mọi người thấy không? Tôi đeo cái kính cận này vào, thế nên là không nhìn rõ. Quánh nhau, cứ gọi là hoa mày chóng mặt. Quánh thua 2 trận liên tiếp. Thôi, nói chung là nếu mọi người thích cái game này thì mọi người comment ở bên dưới. Tôi sẽ gửi link game cho mọi người chơi. Game này cực kỳ hay, bọn tôi thề hôm nay. Mọi người chơi mà xem tôi sẽ gửi cho, thì mọi người cứ làm theo hướng dẫn. Nếu ai không làm được thì hỏi tôi sẽ chỉ cho cách để hack skin và cách để đào game và cách để crack và giải ném. Và trước tiên, nếu mọi người ai muốn chơi game này thì mọi người sẽ phải đào kiểu PSP giả lập đi. Đấy, cái này là của dạng PSP và giả lập ở trên Android được. Và máy, nếu mà máy nào mà tầm RAM 1GB rưỡi là 2GB chơi chắc chắn là sẽ giật đấy. Tôi là RAM 3GB nên là chơi nó mới mượt như thế. Còn nếu mà kiểu mà máy nào, nhưng mà nếu mà máy RAM 1GB rưỡi cũng chơi được ấy. Nhưng mà mọi người sẽ phải chỉnh một số thứ, đồ họa nó sẽ không được đẹp như thế. Tôi sẽ, nếu ai thích thì tôi sẽ làm một video riêng để cách để chỉnh cho đồ họa nó xuống thấp xuống ấy, thì nó sẽ chơi được cho máy RAM 1GB rưỡi hoặc là 2GB. Rồi, ok, chào tạm biệt mọi người. Lần sau tôi sẽ làm về game Naruto, một game cực kỳ kinh khủng mà nhóc. Sời, tôi thích nhất là Naruto vì tôi hâm mộ Naruto. Thế nên là có video làm về ảo thuật tôi kiểu Shinobi biến hình đấy. Thôi, bye tạm, chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối gọi là ngủ ngon này, mơ về người yêu này. Bây giờ tôi làm xong video mà 9 giờ rồi, tí sắp đi ngủ rồi. Tôi đang xem hài và ở nhà một mình chán, nên là tôi làm video về game cho mọi người xem.